này là bị đổ lâu chưa cùi? Đấy, năm ngoái là bị đổ à? Vỡ hết. Những cái pro, mấy cái cây xà này còn chắc không đấy? Ôi, nó vỡ nước thế này, mưa nó chả dột hết xuống đây à? Tuấn Hùng xin kính chào toàn thể quý vị khán giả và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trong buổi chiều ngày hôm nay thì Tuấn Hùng đang có mặt tại trụ sở của xã Chiến Phố, đi với lại idol Hồng Đức TV. Đấy. Hôm nay thì Tuấn Hùng sẽ dẫn Hồng Đức đến với một hoàn cảnh cũng đặc biệt khó khăn. Tuấn Hùng nghe nói em ấy tên là Thảo Dìn Cù. Hai vợ chồng với lại hai đứa con rất là khó khăn. Nhà thì đã bị hư hỏng hết rồi. Và bố của Thảo Dìn Cù này là chú... bố của Thảo Dìn Cù là gì tức? Em chào anh. Em muốn xuống chỗ nhà của Thảo Dìn Cù ấy. Thảo Dìn Cù ấy. Quân thượng ấy. Ờ. Thảo Khái chứ. Thảo Cù chứ. Thảo Khái Cù ấy. Đấy thì nhà nó nghèo lắm đúng không? Nhà nó nát hết rồi phải không? Bố nó tên là gì nhỉ? Thảo Trần Sàng. Thảo Trần Sàng ngày xưa là mà y sĩ xã phải không? Y tá đúng không? Và nghe nói là cái thời điểm đó là chưa có nhiều xe máy như thế này đâu, mà nghe nói đường Chiến Phố lúc đấy chưa giải nhựa, là ông ấy chết là chết ở ngoài huyện kia, là phải lấy cây đi xong là buộc chân buộc tay khiêng như con lợn về nhà đấy. Đúng rồi, đó một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Và hiện tại là hai vợ chồng của em Thảo Khái Cù này là rất là hoàn cảnh khó khăn, đất đai không đủ để cày cấy để làm ăn, rất là khó khăn. Nên là hôm nay là Tuấn Hùng sẽ dẫn em Đức Hồng TV xuống dưới hoàn cảnh đó để cùng trải nghiệm, chia sẻ hoàn cảnh đến quý vị khán giả nhé các bạn ơi. Và hôm nay em Hồng Đức đi là có mua theo một số nhu yếu phẩm xuống để làm món quà để tặng cho gia đình, có cả đường, sữa, bánh kẹo, bún, bánh đa các kiểu. Còn bây giờ thì Tuấn Hùng sẽ di chuyển xuống dưới đó. Anh là ở dưới đấy á? Anh ở Chiến Phố Thượng à? À, anh làm gì ở dưới này? Ở dưới đấy anh là bí thư thôn hay là trưởng thôn, hay anh làm gì ở xã không? Không làm gì. Không làm gì à? Vâng. Thì anh biết có chỗ nhà Thảo Dìn Cù đấy không? Thảo Khái Cù đấy không? Có. Bây giờ anh có xuống đấy không? Có, xuống để em xuống cho để qua nhà em chỉ cho. À, rồi ok. Thế thì nhờ bạn dẫn đường cho mình luôn nhé. Rồi ok. Thế bây giờ thì hai anh em mình sẽ tiếp tục đồng hành xuống với lại anh này tên gì nhỉ? Anh tên gì? Sùng. Anh Sùng. Để xuống dưới chỗ nhà Thảo Khái Cù nhé các bạn này. Nhà ở trên này phải không? Anh Sùng. Thế là đi cái đường đất bé bé này lên á? Ai đồ đi đâu đấy? Ôi đi bộ lên thôi à? Xem. Đi bộ lên thôi, để xe ở đây. Đi bộ đây đúng không? Đi bộ lên đi, để xe ở đây đi. Đây là cái thôn gì anh? Chiến Phố Thượng. Chiến Phố Thượng. Vâng, cảm ơn anh Sùng nhé. Đến đây thì có em trai này sẽ dẫn đường. Bây giờ thì Tuấn Nung với lại em Đức Hồng TV với bạn Thuận sẽ lên trên thăm hoàn cảnh trực tiếp của em Aku. Xe thì sẽ để lại ở dưới này thôi các bạn ơi. Tại vì lên trên nhà Aku là phải đi theo cái đường đất kia lên. Đó, rất là dốc luôn. Ở đây thì các bạn có thể nhìn thấy mặt đường bị xói mòn, sạt lở rất là sâu. Sâu đến 5-7 mét, cực kỳ là sâu luôn. Tạo thành những chiếc hàm ếch rất là lớn. Đứng ra đây mình còn sợ bị
bị sạt xuống. Xung quanh khu này thì toàn là những cái rừng cây rất là to. Ở đây các bạn có thể nhìn thấy đây là cây hạt rẻ. Những quả hạt rẻ đang được bao bọc bởi những cái gai còn rất là xanh. Đến mùa cái quả hạt rẻ này rụng mà đi chân đất xuống dưới cái gốc cây nó thì những chiếc gai đấy đâm rất là đau luôn. Đường xói mòn sạt lở rất là nhiều. Cực kỳ là lớn. Còn bây giờ thì mời các bạn cùng Tuấn Nung đồng hành đến với lại nhà A Cù nhé các bạn này. Đi bộ leo dốc. Đường đi hết sức là rậm rạp. Đối với lại hoàn cảnh của A Cù này thì Tuấn Nung cũng tìm hiểu là một hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Bố Thảo Sàng làm y tá của xã thôn gì đó, và cái thời điểm trước đây thì chưa có nhiều xe máy như bây giờ, đường chưa được trải nhựa. Người bố đi ra ngoài huyện công tác, đột tử ở ngoài huyện và phải nhờ anh em dùng cây vầu đi ra đấy để khiêng về. Đấy, chỉ lấy dây thừng buộc chân tay và xong là xỏ cây khiêng như khiêng một con lợn. Tại vì cái thời điểm những cái năm trước nó còn rất là khó khăn, không có xe máy hay là xe gì để trở về cả. Đấy, phải mang về nhà mai táng. Và chú Sàng đó thì để lại cho gia đình là một cậu con trai tên là A Cù. Đấy. Người A Cù thì cũng hiền lành, chất phác, không được đi học. Ruộng đất thì cũng ít nên là hoàn cảnh khó khăn. Đấy là mình nghe nói vậy thôi, nghe bà con nhân dân, cán bộ xã chia sẻ về cái hoàn cảnh. Còn để biết rõ hơn thì mình phải vào tận nơi để tìm hiểu. Đó. Đến nhà của A Cù rồi. Một nhà được lát ván. Có một cái chuồng lợn con. Có một con lợn ở trong đấy. Hai vợ chồng vừa đi đâu về Cù? À, đi gà về. Em là sinh năm bao nhiêu? Sinh năm 90. 90 à? Vâng. Bố là mất được bao nhiêu năm rồi? Bố mất từ 19 năm rồi. Thế là từ cái lúc bố mất là em được bao nhiêu tuổi? Từ bố mất là được 15. 15 tuổi. Vâng. Là tự bươn trải cuộc sống đến bây giờ luôn. Vâng. Vất vả. Thế là cái nhà đây là cái nhà cũ của bố để lại cho đây, bây giờ là mục nát hết thế này rồi đấy. Đúng không? Đúng rồi. Vâng, anh ơi, thì khi mà gia đình mình xảy ra sự cố này thì chính quyền địa phương có giúp đỡ gia đình được cái gì không ạ? Chỉ có giúp đỡ 3 triệu thôi. Giúp đỡ được có 3 triệu thôi. Vâng. 3 triệu đấy. Có nghĩa rằng kinh phí làm nhà là cũng không có, không đúng không? Không có cái gì hết. Tàu quá là 205.000, nhưng mà anh chủ quán là tàu quá lấy có 200.000 thôi cả nhà ơi. Đây là cái chút tấm lòng của các mạnh thường quân. Đấy mà em chỉ thay mặt cho các nhà hảo tâm gửi đến gia đình cũng như là hai đứa con nhỏ của anh thôi. Đấy, thật sự ra là đây là một cái hoàn cảnh hết sức là đáng thương cả nhà ơi. Đấy. Đây thăm gia đình anh nữa. Thật sự ra là em không nghĩ là cái thời đại của chúng ta bây giờ mà vẫn có những hoàn cảnh nó hết sức là khó khăn như thế này. Đấy, là... thật sự ra là Đức Hồng TV cùng với anh Tuấn Hùng cũng như anh Thuần Tài TV. Đấy, còn những cái chuyến đi thực tế này thì... Cái nhà này là bị đổ lâu chưa Cù ơi? Ừ. Năm ngoái mà. Năm ngoái là bị đổ à? Vâng. Nó mục nát hết rồi, may mấy cái bức tường trình này nó còn không đè vào người là tốt rồi đấy. Nó rất là nặng. Thế là từ năm ngoái là nhà em ở trong cái nhà này. Và bây giờ cái nhà này là trước bố làm để lại cho đúng không? Trước bố làm nó năm mấy năm bay một lần. Bay một lần rồi. Ừ. Thế là năm ngoái lại đổ thêm một lần nữa. Một lần nữa thì... Bây giờ là hai vợ chồng ở trong cái túp lều bé bé này thôi.
Rồi. Thằng thằng cò này được mấy tuổi rồi? 3 tuổi. 3 tuổi à? Thế còn con cún này? Con cún này được 9 tháng à? Có hai đứa con là em ấy. Có ba đứa mà một đứa đang đi học. Một đứa đi học á? Đứa đi học mấy tuổi? Còn con cả. 12 tuổi. 12 tuổi. 12 tuổi á? Thế vợ được bao nhiêu tuổi? Vợ đấy, vợ này vợ hai mà. À vợ hai à? Vợ trước thì nó bọn nó lừa sang Trung Quốc. Vợ này lấy từ lấy được 5 năm. À, tức là vợ vợ trước kia là bị họ lừa sang Trung Quốc bán rồi. Họ lừa đi bán hay là họ lừa đi sang bên kia làm làm việc? À. Lừa đi bán được 2 năm. Lấy vợ. À. Cái giường hai vợ chồng đóng tạm bợ, thế là tối là cả cả nhà 5 người ngủ ở đây á? 5 người ngủ đây luôn. Con lớn thì nó chiên, nó bán chú chiên. À nó ở bán chú rồi gì? Thế cuối tuần nó về nó ngủ đâu? Cuối tuần nó về thì nó giải bạt chỗ này ngủ luôn. À cuối tuần về thì lại giải bạt ở đây ngủ. Nhà bé quá. Pro thì vỡ hết. Ôi, những cái pro, mấy cái cây cây xà này còn chắc không đây? Ôi, nó vỡ nứt thế này, mưa nó chả dột hết xuống đây à? Thế là bố mất được 19 năm thì mẹ em mất lâu chưa? Mẹ em bố từ bố mất được 2 năm thì mẹ đã đi lấy chồng rồi. À. Thế thế mẹ bây giờ vẫn còn à? Mẹ vẫn còn mà, nhưng mà nó lấy chồng ở đâu? Nó lấy chồng ngay đây mà. À thế gì? Thế là bố mất được 2 năm thì mẹ cũng đi lấy chồng. À, thế này mưa gió sợ lắm. Không biết nó sập lúc nào em làm. Thế này tạm bỡ quá. Nhìn chẳng thấy chắc chắn thế nào cả. Thế thóc lúa em đến nên gặt chưa? 2-3 tuần nữa mới nên gặt à? Thế 1 năm thì lấy được bao nhiêu bao thóc? 20 mấy thôi mà. 20 bao. 20 bao làm sao mà đủ ăn được? Cái bể nước này lấy tận đâu về, nước to quá nhỉ? Nước lấy nguồn nước trên này. À. Nóng quá, em bé nóng quá. Nền nhà em ở đây thì bằng phẳng nhỉ, thoải mái thật đấy. Chỗ này nếu là làm nhà thì san ra phẳng làm được mấy cái nhà luôn. Còn những ở nơi khác anh còn thấy là san để làm nền nhà ăn không san được, khó san lắm. Có tiền thì làm san để mấy. Thế vợ em là người đâu? Em là ở đâu? Cũng người trên phố à? Vâng. Năm nay được 3 tuổi đấy. Được 25 tuổi rồi à? Thế là cũng lấy chồng muộn muộn thôi nhỉ. Vất vả quá. Hai vợ chồng 3 đứa con. Một đứa con trai 12 tuổi là con của vợ cả. Vợ cả của A Cù. Vợ cả thì bị người ta lừa bán đi Trung Quốc. Thế là nó không về được à? Nó không về mà. Nó về không được nữa. Bây giờ ấy. Bây giờ là nó già nó không về được nữa đúng không? Không biết là nó đang đâu ấy. À. Tức là sống chết như thế nào bây giờ mình cũng không biết. Không biết. Khu chạn bát. Khu chạn bát và những chiếc nồi để nấu cơm. Một lọ hương gia tiên. Đấy, đơn giản. Và những chiếc xà phơi quần áo và một chiếc giường sập sệ. Tạm bợ. Cả nhà ngủ trên chiếc giường này. Nhà thì rất là sạch sẽ, gọn gàng. Được quét là sạch sẽ. Đây thì có những cái cây rau cải. Được hái về để làm thức ăn. Thế là em ở như thế này được bao nhiêu lâu rồi? Riêng cái này được 1 năm rồi à? Ừ, 1 năm. 1 năm rồi. Cái cây xào này của em đun lửa nhiều quá nó sắp gãy rồi. Nó cháy lên đến rồi. Nên này nó cháy. Em nó đi gạt thì em
cho quỷ vào cho vào trên này thì nó cháy. May mà cái kia về xem, nếu không nó khói lên trên thì em lên về xem à, thì nó cháy hết. Cháy hết cả nhà rồi á nhỉ. À. Thằng nào cái fan mới này là mới thay thôi đúng không? Vâng. Nên là ở đây 1 năm thì bộ hóng nó mới bám được đen xì như thế này. Các bạn nhé, nói chung là hoàn cảnh của A Cù ấy là sau khi bị sập nhà thì ra đây ở cũng được 1 năm và đun bếp ở đây. Và những cái khói mảng bám đen nó bám vào cái mái pro như thế này, những cái cây cột như thế này. Đó, đây là cái hoàn cảnh người ta ở mỗi 1 năm đây nhá. Tức là từ khi nhà sập ở 1 năm. Và các bạn có thể nhìn thấy cái nền đất là rất là nhẵn, mặc dù là nứt nẻ nhưng mà cái bàn chân của các em đi lại nhiều nó nhẵn. Chứ không phải là cái hoàn cảnh mà lấy mấy cái cây tre, cây nứa bầu còn xanh lét mà mang bạt về xong bắt đầu là đốt đen đen đi xong ô đậy đậy vào xong là quay để diễn hoàn cảnh là không có. Đấy, Tuấn Nùng nói thẳng như thế. Cái nào nó thật, cái nào nó là cái mà người ta tạo dựng thì các bạn có thể nhìn và đánh giá được. Đấy, ví dụ như cái nhà này là được bị sập hơn 1 năm này. Nhà rất là rộng luôn. Những cây cột đã bị mục nát hết. Những cái khối đất chỉnh tường rất là lớn. Từng mảng rụng xuống. Và phía bên trong này là một cái cối đá. Đấy. Cậu Mực là đang ở dưới cái cối đá đó. Ui, cái này là đạp một phát là nó đổ ra luôn. Đấy. Các bạn có thể thấy là cái tường chỉnh bằng đất nó không còn ổn định nữa. Và tất cả cột kèo, xà gồ, mọi cái là nó mối mọt hết rồi. Trước đây là cái nhà này được lợp bằng ngói âm dương. À, nhìn đây thì các bạn có thể nhìn thấy những cái mảnh vỡ của ngói âm dương. Đấy. Ngói âm dương này có thể là được lẫn với lại cả tấm lợp pro nữa, pro xi măng nữa. Chắc là được gia cố lại. Những bức tường ở phía sau là chưa có đổ. Những bức tường này cao đến phải đến 5 mét. Rất cao luôn. Tại vì đây là nhà sàn. Và những cái bức tường trình này. Ngày trước thì bố của A Cù là y tế, là cán bộ gọi là y tá của xã. Nên 20 năm trước chắc là cũng có điều kiện kinh tế thì người ta mới chỉnh được những cái bức tường cao thế này và có một cái nhà sàn nó ba gian rộng như thế này, đẹp như thế này. Những cái bức tường này rất là nghiêng. Nói thật ra là phải lấy cái cây đẩy cho nó đổ thôi. Chứ để thế này mà ai đi ở dưới này. Đây các bạn có thể thấy đây là một cái khu vực bãi bằng đi ra đây. Đó. Một cái khu bãi bằng. Bãi cỏ rất là bằng ở đầu nhà. Đấy, nhìn lên cái bức tường này. Nó đang nghiêng ra đây. Nếu mà bây giờ nó đổ là nó sẽ đến chỗ mình luôn này. Đấy, những cái tấm ngói âm dương vẫn còn được nhặt và xếp chồng lên trên này. Đối với trên phố thì mận máu rất là nhiều. Đây là những cây mận máu. Không gian xung quanh nhà cũng rất là tuyệt vời luôn. Rất là rộng, một cây hoa sữa rất là to. Đây các bạn có thể nhìn thấy những bức tường nứt ra và đang nghiêng. Đấy, nó có thể đổ xuống bất kể lúc nào, 5 mét nó đổ thì ăn hết vào phần cái bãi cỏ kia. Cũng rất là nguy hiểm. Đấy. Ở đây thì cũng có những cái cây quả cà. Một trong những món ăn ưa thích của gia đình chị Vé 10 con. Nhà đổ hết. Và hiện tại là hai vợ chồng A Cù là ở trong cái lán nhỏ nhỏ như thế này. Pro đang bị võng xuống. Ở đây các bạn nhìn thấy được cái mái pro là đang bị võng. Đó. Võng. Và có thể sạt bất kể lúc nào.
cảnh rất là vất vả. Ở đây thì công nhận là đất đai rất là bằng phẳng. Đấy, rất là bằng phẳng luôn. Tuấn Nung vừa đi quanh một vòng gia đình của em Aku. Nhà cũng có một con chó mực với lại một chú mèo. Mấy cái bức tường cao này em phải để cho nó đổ đi á. Không thì đừng đi lại gần nó, đi lại gần nó là trời mưa trời miếc là nó đổ, nó đè vào người là chết người rồi đấy. Nó nặng đến cả tấn đất ấy. Nguy hiểm lắm ấy. Không lấy cái cây về xong là em đẩy cho nó đổ hẳn ra phía ngoài cho nó đổ hết đi. Em chọc mấy cái vì kèo, cái cột này cái nào mà nên dỡ thì dỡ nó đi. Dỡ hết cái cột này ra, bổ ra làm củi cũng được, nó mọt hết rồi. Vất vả quá nhỉ. Thế gặt lúa xong thì thường thường em có đi thoát ly ra ngoài để làm cái gì, kiếm thêm tiền không cụ? Em cũng ra ngoài. Cũng đi ra ngoài làm à? Ôi dồi ôi, con cú này chắc được hơn tuổi thế á? 9 tháng rồi nhỉ, cẩn thận nhá. Nó ngã ra giường đấy nhá. Nó lộn cổ ở trên giường xuống ấy. Vất vả nhỉ. Thế em lấy chồng rồi, xong cuộc sống của hai vợ chồng bây giờ vất vả như thế, ở cái lều như thế này em có thấy khổ không? Có thấy vất vả không? Thế bình thường thì hai vợ chồng có nghĩ đến chuyện làm lại nhà? Làm lại nhà thì bây giờ khoảng bao nhiêu năm nữa thì vợ chồng em có thể làm được nhà, nếu mà để tích góp làm một cái nhà cấp 4 chẳng hạn. Ngày trước bố làm y tá nên là chắc cũng có điều kiện nhỉ. Thời ông chắc là cũng giàu giàu mới làm được quả nhà 3 gian, hai tầng như thế. Mất thì bà với chú để cùng anh ở thì không, chứ đấy thì chắc được bố hơi có kinh nghiệm. Để vì bố mất sớm à, nếu bố mất sớm thì nếu mà bố không mất sớm thì chắc là cuộc sống nó đỡ vất vả hơn, đúng không? Bọn em cũng đỡ vất vả hơn rất là nhiều. Em là có 2 anh em trai à? Vâng. Em trai em thì bây giờ ở đâu? Đang ở dưới mà. Ở dưới trên phố Hạ à? Ừ. Đang không, nó ngay dưới này mà. À thế dưới à? Đường. À nó ở dưới đường. Vâng. Nên nhà trên này thì rộng rãi thoải mái rồi. Ừ. Mỗi tội bây giờ để em làm nhà thì em tính khoảng bao nhiêu năm nữa em làm được cái nhà? Không biết. Tính thế, gặt xong thì... Thế à. Bình thường như em lấy vợ này được 5 năm rồi đúng không? Vâng. Trong 5 năm qua thì nhà có hay thiếu gạo ăn không? Năm qua thì không, tức là thì cũng đủ ăn. Có đủ ăn không? Ừ, có phải đi vay gạo không? Hay là đi mua thêm không? Có mà, mua được hơn năm ấy. Mua được hơn năm? Hơn năm, năm à. Ngoái với năm... À, ừ. Tức là năm nào mà mùa màng nó không được là vẫn phải mua gạo. Vẫn phải mua gạo. À. Thế bình thường đi hai vợ chồng thì bọn em tiết kiệm được bao nhiêu tiền nếu mà làm? Anh chỉ tính là mỗi một năm bọn em có thể bỏ ra được khoảng bao nhiêu tiền? Mỗi một năm có tiền thôi anh, lúc à một năm đi làm nhiều nhất thì cũng đi gần khoảng 10 mấy ngày. Là đi thoát ly làm được 10 mấy ngày thôi. Ừ. Bác gỗ Vì Lâm. À đi vác gỗ ở dưới Vì Lâm á. Ừ. Thế thì làm gì được đến khoảng 5 triệu? Ừ. Gần như là vác được 16 ngày là vác không nổi, phải về nhà một chuyến. À. Ừ. Tính ra thì tiền thì lấy về lại tiêu cho gia đình thôi nhỉ. Cái tính 2 triệu thì cũng đủ tiêu được ấy, không có nhiều. Không có để dành đúng không? Tức là không có của ăn, của để. Chỉ ăn còn thiếu thì không thể có cái của để dành được. Nếu thế thì hai vợ chồng có 10 năm nữa thì cũng không thể tiết kiệm ra để làm được cái nhà. Anh chỉ nói đơn giản như mua cái máy pro thôi, chắc là còn không đủ tiền để mua rồi. Hôm nọ thì anh cũng được chính quyền xã, cán bộ ở trên xã giới thiệu cho là hoàn cảnh của em thì đặc biệt khó khăn, muốn anh đến để chia sẻ đến cộng đồng biết rằng là hai vợ chồng thì đang rất là khó khăn vì em có 3 đứa con, thì 1 đứa con là của vợ cả và vợ này thì có 2 đứa con. Thế còn đẻ nữa không đấy? Hả? Hai vợ chồng còn đẻ nữa không? Không à? Vợ đặt vòng chưa? À đặt vòng lâu rồi. Đẻ đứa này xong là đặt vòng à?
Đừng đẻ nữa, đẻ nhiều con là khổ lắm. Mình không nuôi được đâu. Bây giờ là cả con của vợ cả nữa là ba người rồi. Cháu trai này tên là gì em? Dương. Dương à? Còn cháu gái? Chớ. Cháu trai thì đặt tên theo tên của dân tộc Kinh. Còn cháu gái thì lại đặt tên theo của dân tộc Mông. Dân tộc Mông có tên Chớ không? Con gái. Ừ. Thảo Thị Chớ à? Bình thường em hay đi làm keo, em có đi làm cả xây dựng không? Xây dựng á? Ừ. Có mà. À, có biết xây không? Có mà. À, vẫn biết xây à? Ở đây đến mùa gió là gió to lắm ấy nhỉ? Gió to mà. Nhà em tại vì nó ở đúng cái mom này, nhưng mà nó rất là bằng phẳng luôn. Cái nền nhà này bây giờ mà sàn hết ra thì phải làm được nhà 8 gian, làm được 2 cái nhà. Chưa nói ở phía trên kia, không có tả ly dương, không có tả ly âm luôn, rất là đẹp luôn. Gia đình của em thì cũng có những buồng chuối và vườn rau các bạn ơi. Cái buồng chuối lá gì có mỗi một nải này. Có mỗi một nải chuối luôn các bạn ạ. Những cây hoa đu đủ đực. Ngay trước cửa nhà cũng là khu ruộng lúa. Và trong này thì các em cũng gieo rau cải, trồng rau ở trong này để ăn, với mấy cây mận máu. Ở đây không khí thật là thoáng đãng mát mẻ. Ở đây là nhìn được đi ra xã nào đây? À, xã Bản Phùng. Đây là nhìn đi sang ruộng bậc thang Bản Phùng các bạn ạ. Bên đó là xã Bản Phùng. Một ngôi nhà từ thời của bố làm đến bây giờ tan hoang. Cái nhà này chắc là cũng phải được 2-30 năm rồi đấy em nhỉ? Được hơn 30 năm đấy. Hơn 30 năm rồi cơ. Nó mối mọt hết rồi. Khi nào mà rảnh thì cứ đẩy đổ mất bớt mấy cái tường nó nghiêng nghiêng cái đi. Để cũng chẳng để làm cái gì cả. Còn mấy cột kèo, đòn tay các thứ này, cái nào mà dỡ được là dỡ nó đi. Chứ em để thế này mưa nắng xong rồi đến khi gió giếc nó. Ví dụ như em, vợ chồng em lại đang làm cái gì mải mê đấy. Trẻ con nó chơi ở đây xong nó đổ vào người. Nguy hiểm lắm. Cả nhà có mỗi một con lợn này với một con mèo với một con chó thôi à? Nhà em có nhiều cây mận máu phết đây. Không, có mấy cây này đến nhưng mà một năm nó không đi ra quả. Không ra quả, thế mấy cây dưới kia mận máu tam hoa? Tam hoa. Tam hoa đây à? Ừ. Tưởng mận máu, sao trồng mận máu nhỉ? Mận máu nó mới đem lại hiệu quả kinh tế cao nhỉ? Ôi dồi, cho con gái bò thế á? Một
Thế đối với cuộc sống của em bây giờ em mơ ước điều gì? Mơ ước điều là làm nhà, làm được một cái nhà là mất nhất là làm một cái nhà thôi. Làm một nhà cho các con ở thôi nhỉ? Con. Các con còn bé quá. Ở mưa gió như thế này, cái nhà tạm bợ như thế này thì nó mà sập xuống thì cũng rất là nguy hiểm. Cũng vất vả đấy. Bò. Đây các bạn có thể thấy là nền nhà rất là sạch nhé. Mặc dù là nền đất thôi nhưng mà đi lại nhiều là rất là nhẵn rồi, nên là rất là sạch. Trẻ con bò rất là mát. Đấy. Nhà thì đun bếp trong nhà nên là khói đen hết. Đen hết cả pro, cả những cái cây cây vầu này để làm cái đòn tay này. Chỗ đấy mà không che bạt ra mưa, chỗ kia chả rột xuống à? Đây nó vỡ hết pro đấy này. Này, pro vỡ hết như thế này thì không che bạt nước nó chả rột. Thế như bọn em ngủ ở đây, hai vợ chồng với lại các con ngủ ở đây thì có rột không? Mưa về có rột xuống giường không? Thế vừa ngủ vừa được uống nước rồi. Hôm nay thì bạn em Hồng Đức cũng mua cho gói đường. Đấy, bánh đa rồi là sữa, mì tôm, gói mì chính, chà nước mắm cho giúp đỡ cho gia đình của Aku. Các con từ lúc em bây giờ con được 9 tháng là biết ăn ăn dặm rồi đấy nhỉ? Em cho ăn cơm không? Có. Thế bình thường hàng ngày như thế này có thịt hay có cá cho các con ăn không? Không. Thế cho nó ăn cái gì? Ăn cơm với rau. Ăn cơm với rau thôi. Vất vả quá. Thật sự là vất vả quá. Hoàn cảnh rất là éo le. Thương các cháu nhỏ. Hai vợ chồng thì đất đai cũng không có nhiều, không thể canh tác được nhiều, tự sản tự tiêu cũng không đủ để tiêu. Với 15-20 bao thóc một năm thì không thể đủ cho 5 nhân khẩu để ăn được. Vì còn cậu con trai 12 tuổi của vợ cả nữa. Người mẹ thì bị lừa bán đi Trung Quốc và mất tung tích rồi, nên là em Aku là lấy tiếp vợ hai. Em tên là gì? Báo. À, Báo à? Vâng. Lấy tiếp Báo. Lấy tiếp em Báo này. Em Báo năm nay 25 tuổi. Đấy, cậu con trai này 3 tuổi với lại cô con gái mới được 9 tháng nữa. Anh hỏi chân tình một câu nhé. Bao nhiêu lâu rồi gia đình mình không có một cân thịt để ăn? Anh hỏi thật đấy. Trả lời thật xem nào. Sáu bảy tháng rồi. Là các con không có một miếng thịt nào để ăn. Nó không trêu em nào. Thế là các con chắc là cũng còn rất là hiếm khi. Chắc là còn từ lúc đẻ bọn này ra thì nó được uống sữa này bao giờ chưa? À, tức là khi nào mà tiết kiệm được 1-2 đồng tiền thì mua cho các con hộp sữa để các con cũng được uống. Còn 6-7 tháng là cũng không có một nổi một miếng thịt lợn để cho các con ăn. Khó khăn thật. Thế sau khi gặt lúa xong thì Aku có tính đi làm cái gì để kiếm thêm thu nhập cho gia đình không? Có mà. Em định tính là sẽ đi làm cái gì? Em tính nếu gặt xong thì em cũng đi xuống Hải Phòng đi làm. Xuống dưới Hải Phòng á? Ừ, công ty. Đi làm công ty. Vâng. Đi làm công ty là đi làm lâu dài đấy, không phải là đi làm 1-2 tuần lại về được đâu. Sẽ đi làm lâu dài mà. Tính ra không biết. Mất tiền nữa. Lúc nào làm đến Tết mới về. Làm đến Tết mới về. Thế để vợ một mình ở nhà chăm các con với lại các cái công việc thì vợ sẽ rất là vất vả.
Thì em theo em thì vậy em có làm được không? Không biết chứ là nếu đặt trong đủ nhà bác sĩ làm trong nhà nuôi lợn nuôi con được cái đó. Tức là bây giờ cứ gặt xong xong mình mới tính đúng không? Gặt xong rồi mới tính được. Xem thì có chỗ đi làm không? Chỗ đi làm thì anh có thể liên hệ cho em được. Anh biết nhiều chỗ để làm lắm. Quan trọng là em có làm được không. Nếu mà làm được thì anh sẽ giới thiệu cho. Để mai này xem là cố gắng tích góp giúp đỡ cho gia đình nuôi ba cháu nhỏ, rồi lại cả vợ nữa, nhà tần tảo vất vả nữa, ruộng nương lại không đủ làm để ăn, nên là mình phải thoát ly đi làm kinh tế thôi. Mong sao là tích góp dần dần xong là có thể là làm được cái nhà thì tốt nhỉ. Chứ bây giờ cái nhà nó đổ hết rồi. Ở trong cái lều này anh nói thật với em là tất cả những cái cây cột em buộc tạm như thế này nó không an toàn một tí nào. Đấy. Nếu mà chỗ này hôm nọ mà không để ý các bạn ạ, đun bếp xong là bị cháy này. Nên là mới thay lại cái phên tre này lại. Đấy. Cháy hết cả lên mái luôn, pro đen hết luôn. Nếu mà hôm đấy mà em đi làm mà không phát hiện ra khói thì chắc là cháy hẳn đấy nhỉ. Vậy là hôm nay Tuấn Hùng cũng lần đầu tiên được đến thăm hoàn cảnh của hai vợ chồng em Aku. Có ba cháu nhỏ, một cháu thì 12 tuổi của vợ cả của Aku. Mẹ của cháu là bị lừa bán đến Trung Quốc. Cháu đang ở bán trú, học tại trên xã trên phố. Còn Aku thì bây giờ lấy vợ hai và có hai cháu nhỏ, một cháu trai 3 tuổi, một cháu gái mới được 9 tháng tuổi thôi. Ở trong một cái căn lều lụp sụp tạm bợ. Do là cách đây một năm cái nhà của bố để lại cho được hơn 30 năm rồi. Và cái nhà thì đã bị lở hết những cái bức tường ở hai bên cũng như đằng trước. Nhà thì mối mọt toàn bộ rồi. Không thể tiếp tục sử dụng được nữa. Bay hết toàn bộ mái. Hiện tại thì hai vợ chồng cũng rất là khó khăn trong vấn đề là tự sản tự tiêu, là không đủ tiêu. Nên là không làm không đủ ăn thì không thể có cái của để được và tích góp để làm nhà được. Mong sao mà này em thoát ly lao động sẽ tích góp dần dần sẽ làm được một cái ngôi nhà thì tốt. Thực sự hoàn cảnh của hai vợ chồng cũng rất là đáng thương. Được xã, cán bộ xã cũng như là mọi người dân người ta giới thiệu khi Tuấn Hùng đến đây. Hôm nay lại có thêm cả anh em của Đức Hồng TV với bạn Thuận Tài TV nữa đồng hành đến đây để trải nghiệm. Thì các bạn có thể thấy được rằng rất là khổ sở, cuộc sống rất là éo le. Bố của Cù thì trước đây cũng là y tá của xã. Đấy, đi công tác thì bị đột tử ngoài huyện và phải lấy cây đi khiêng về buộc dây vào hai cổ chân cổ tay khiêng như con lợn về để mai táng. Những khoảng thời gian đó cũng là cơ cực vì lúc đó Aku mới chỉ được có 15 tuổi thôi. Đấy, cuộc sống đã tràn đầy sự vất vả. Người mẹ thì lại bỏ đi lấy chồng mới để cho hai anh em nương tựa vào nhau mà sống. Sau này thì người em lớn lên lấy vợ là đã ra ở riêng làm nhà phía dưới đường. Còn Aku thì vẫn ở trong cái căn nhà này. Và căn nhà này thì bây giờ đã tan hoang, mối mọt toàn bộ, không thể sử dụng được nữa. Nên hai vợ chồng làm nhà, không phải là làm nhà đâu, đây là một cái lán nhỏ, làm ra đây để ở tạm thôi. Hơn một năm rồi. Tuấn Hùng xin chân thành cảm ơn quý vị khán giả đã luôn luôn quan tâm theo dõi, đồng hành và ủng hộ cho kênh YouTube của Tuấn Hùng Hà Giang. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Tuấn Hùng xin được kết thúc video này ở đây và di chuyển đi về thôi. Từ đây ăn cơm chứ. Nhà của Aku có gì đâu mà ăn. Có mỗi cây rau cải kia để cho hai vợ chồng với lại hai cháu nhỏ ăn thôi. 7 tháng nay không có được ăn một bữa thịt nào các cháu nhỏ. 7 tháng rồi còn không có nổi một miếng thịt để ăn. Hôm nay cũng nhờ có em mua sữa cho nên các cháu lại có sữa để cải thiện cái dinh dưỡng đối với các cháu thôi.
Cũng mong quý bà con cô bác anh chị em những hào tâm trên kênh của anh Tuấn Lùng Hà Giang cũng như anh Thuận Lợi TV đang dậm vòng tay có thể là chia sẻ một chút tấm lòng của mình giúp đỡ cho gia đình anh ấy có một cuộc sống nó tốt hơn. Đó là tâm nguyện cũng như là cái mục đích mà ba anh em của em có mặt tại nơi đây. Nhà của em bao giờ gặt lúa đấy? Chắc là tuần khoảng 2 tuần. 2 tuần nữa à? Em có điện thoại không? Không. Không có điện thoại. Thế thì em bảo anh gì mặt đỏ đỏ ấy nhỉ? Chú. Anh Diêu đúng không? Khi nào em gặt cách đấy 2 ngày em báo cho anh. Anh sẽ hỗ trợ cho em một phần quà. Nhé. Sẽ hỗ trợ cho em mắm muối mì chính nhu yếu phẩm với lại cho em cân thịt để em còn làm cơm mời anh em gọi là bà con người ta đến giúp mình gặt lúa ấy. Chứ hai vợ chồng em tự gặt được không? Có cái này thì người ta mới lên giúp đỡ. Đúng rồi, người ta đến giúp đỡ mình cũng phải có cái bữa ăn cho người ta. Về nhá, thôi bọn anh đi về đây. Ô thôi cơm nước gì bây giờ có anh Tuấn Lùng. À đây rồi anh Diêu đây rồi. Vâng, em chào anh Diêu nhé, bắt tay cái nào. Đấy, hôm nọ cũng được anh Diêu giới thiệu cho nhà của A Cù là rất khó khăn. Đấy, hôm nay là em cũng lên đến đây để review các cái hoàn cảnh của A Cù rồi, cũng mong sao là khi em chia sẻ cũng có được những cái tấm lòng hảo tâm, người ta sẽ thương cảm và đồng hành giúp đỡ cho hoàn cảnh của hai vợ chồng Cù để có thể có được những cái cuộc sống tốt hơn. Đấy, để có thể là giúp đỡ cho hai vợ chồng có thể là làm được cái kinh tế hay là có những cái sáng kiến ý tưởng giúp đỡ cho vợ chồng A Cù này làm được những cái mô hình kinh tế hay làm cái gì đấy để phát triển kinh tế tự sản tự tiêu ở đây để cho hai vợ chồng bớt khổ đi. Như thế này thì khổ quá. Anh Tuấn về sớm đi, anh ấy thịt lợn mời anh Tuấn thôi. Lợn có một con. Thôi anh đi về nhé. Xin chào. Ôi bữa cơm em có mỗi tí gạo ấy, với lại bát rau cải ấy, không đủ hai vợ chồng ăn. Về nhé. Vâng, chào anh nhé. Chào gia đình anh nhé. Hy vọng là sẽ có anh sẽ sớm quay lại thôi. Anh mong sao là sẽ sớm sớm quay lại với gia đình bọn em. Vâng.